lương tuần 350.000 bảng và chỉ 142 phút thi đấu kể từ khi mùa giải 2019-2020 khởi tranh. Chúng ta đang nói về Mesut Ozil, một trong những cầu thủ sáng tạo nhất của kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nhưng giờ đang sống mòn ở Arsenal. Ozil chỉ mới 30 tuổi. Ozil là ngôi sao nổi tiếng nhất mà Arsenal sở hữu trong khoảng 5-6 năm qua. Cựu tuyển thủ Đức hiện vẫn đang là một trong những thành viên của ban cán sự pháo thủ cùng thủ quân Granit Xhaka, cặp đôi tiền đạo Aubameyang Lacazette và hậu vệ Hector Bellerin. Nhưng Ozil ấy đã vắng mặt trong 3 trận gần nhất của Arsenal, hòa Manchester United 1-1, thắng Lille 4-0 và mới đây là thắng Bournemouth 1-0. Thậm chí cả 3 trận đó, tên Mesut Ozil còn không có trong danh sách đăng ký của pháo thủ. Đấy đều là các trận đấu mà Arsenal thể hiện tốt, giành được những kết quả giá trị mà không cần tới Ozil. Chính xác, Ozil góp mặt trong 2 trận đấu của Arsenal mùa giải này. Đầu tiên là 71 phút Old Trafford khi Arsenal sớm dẫn 2-0 nhưng lại hòa 2-2 chung cuộc. Và mới nhất, 71 phút trước Nottingham Forest tại League Cup. Hai kết quả khác nhau nhưng có một điểm chung. Ozil không đặt dấu ấn vào bất kỳ bàn thắng nào của pháo thủ. Không ghi bàn và cũng không kiến tạo. Giải thích về sự mất tích của Ozil sau thắng lợi tưng bừng ở Europa League trước Lille, một trận đấu mà những tài năng trẻ của Arsenal như Martinelli, Willock, Nelson và Tierney đã thể hiện tuyệt vời. Unai Emery thẳng thắn và rất rõ ràng. Có những cầu thủ khác xứng đáng được ra sân hơn. Unai Emery luôn sở hữu một chuyên gia sáng tạo, một chân truyền ở đẳng cấp thượng thừa ở các câu lạc bộ mà ông từng dẫn dắt, từ Sevilla, Valencia tới PSG. Vì thế, thật khiên cưỡng khi nói, ngay từ những ngày đầu hiện diện ở Arsenal, Unai đã không thích Ozil. Giai đoạn đầu mùa giải 2018-2019 là một quãng thời gian đặc biệt nhạy cảm với Ozil. Ozil kết thúc vòng chung kết World Cup tại Nga với việc tuyển Đức bị loại ngay ở vòng bảng, còn cá nhân anh chịu vô vàn chỉ trích, đặc biệt là những cuộc tấn công mang đậm màu sắc phân biệt chủng tộc và gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ của tiền vệ này. Ozil quyết định từ giã đội tuyển quốc gia Đức ở tuổi 29. Một cầu thủ đang ở đội chính lại sẵn sàng tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp cấp câu lạc bộ như Ozil với Arsenal là một điều quá tốt. Emery, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hiểu rõ điều ấy và ông cũng cảm nhận được những khó khăn mà Ozil đang phải đối mặt. Gần như ngay lập tức, Emery trao cho Ozil áo số 10 ở Arsenal để trống khi Wilshere rời đi, sắp xếp Ozil trở thành một trong số những đội phó câu lạc bộ. Emery về cơ bản đã làm tất cả những gì có thể trong vài tháng đầu ông ở Arsenal để giúp một Ozil đang tổn thương cảm nhận được tình yêu, sự trân quý của câu lạc bộ và ban lãnh đạo. Về cơ bản, với tất cả những gì đã thể hiện ở Arsenal trong nhiều năm trước đó, Ozil xứng đáng với sự tin tưởng của Emery. Việc Emery coi Ozil là nhân vật trung tâm trong việc xây dựng triết lý bóng đá của ông ở pháo thủ thời điểm ấy cũng hoàn toàn hợp lý. Mức lương cao kỷ lục ở câu lạc bộ mà Ozil được hưởng cũng là sự thừa nhận rõ ràng cho vai trò và giá trị của cầu thủ này ở Emirates. Nhưng sau vài tháng trăng mật đầu tiên, mối quan hệ giữa Unai và Ozil bắt đầu rạn nứt. Không phải là vấn đề cá nhân giữa hai người, mà là chuyện Ozil không đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật từ Unai. Mùa giải 2018-2019 là mùa giải đầu tiên sau gần một thập kỷ. Ozil không vướng bận với các loạt trận quốc tế của đội tuyển. Nhưng cũng là mùa giải mà anh có thời lượng thi đấu ít nhất ở giải vô địch quốc gia, chỉ 1.741 phút. Ít hơn gần 400 phút so với mùa giải trước đó là 2017-2018 và kém rất xa thời đỉnh cao mùa 2015-2016 mà anh chơi hơn 3.000 phút ở Premier League. Không chỉ thời gian thi đấu ít hơn, giá trị mà Ozil đóng góp cho Arsenal trong mùa giải đầu tiên của Unai ở ngoại hạng Anh cũng suy giảm khủng khiếp. Cả mùa, Ozil chỉ có 2 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công tại Premier League. Thành tích truyền thành bàn của Ozil trong 5 mùa giải liên tiếp trước đó, tính từ mùa 23-24 lần lượt là 9, 5, 19, 9, 8. Từ một tiền vệ sở hữu hiệu suất kiến tạo, khi pass ở đẳng cấp rất cao, 3,2 lần trên một trận mùa 17-18, 3,1 mùa 16-17 và 4,2 mùa 15-16, Ozil chỉ đạt mức 1,9 mùa 18-19. Tại Europa League, giải đấu mà Arsenal vào tới chung kết, Ozil đá 652 phút, ra sân 10 trận, có 8 lần đá chính, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Điểm nhấn đáng chú ý, 7 trên 8 lần có tên trong đội hình xuất phát ở Europa League của Arsenal, Ozil bị rút ra trong hiệp 2. Một trong số đó chính là trận chung kết thua Chelsea 1-4 tại Baku. Trận đấu chứng kiến màn trình diễn có thể nói là kém cỏi nhất của Ozil trong màu áo Arsenal. Thành thực mà nói, thất bại ở chung kết Europa League đêm 30 tháng 5 là 90 phút thảm hại của toàn đội Arsenal. Nhưng Ozil, người được kỳ vọng nhiều nhất, ngôi sao lớn nhất, cầu thủ nhận lương cao nhất
lại là một trong những người thể hiện tệ nhất, who scored chấm Ozil 6,2 điểm. Ozil bị Unai rút khỏi sân ở phút 77. Người vào thay Ozil là cầu thủ tuổi teen Willock, vốn chỉ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League hơn 60 phút. Một cú đấm mạnh vào lòng tự tôn của Ozil, và nó cũng là bằng chứng rõ ràng cho thấy chút niềm tin cuối cùng Unai dành cho Ozil đã vỡ nát. Những động thái mà Unai Emery và ban lãnh đạo Arsenal thể hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay cho thấy họ sẵn sàng để Ozil ra đi. Nhiều trụ cột của pháo thủ đã lần lượt rời Emirates, nhưng Ozil, cầu thủ hưởng lương cao nhất thì vẫn ở lại. Trong một kỳ chuyển nhượng được đánh giá là đặc biệt thành công của giám đốc Raul Salehi, việc không thể tìm được một lối ra cho trường hợp của Ozil là điểm trừ duy nhất. Ozil có lẽ là chưa bao giờ có ý định rời Arsenal. Anh chẳng bao giờ giấu giếm chuyện mình yêu thích cuộc sống ở London như thế nào, kể cả khi trở thành đối tượng của một cuộc tấn công ngoài đường phố vài tháng trước. Ozil vẫn không tính tới chuyện xê dịch tới một nơi nào khác. Nhưng Arsenal trước sau vẫn chưa từ bỏ ý định đẩy Ozil ra khỏi Emirates. Không cần phải bằng những phát ngôn đao to búa lớn hay các chiêu trò hắc ám, cách Emery đối xử với Ozil kể từ đầu mùa chính là biện pháp duy nhất, và từng bước nó sẽ cho thấy hiệu quả. Theo The Athletic, trên sân tập giữa Unai và Ozil hầu như không tồn tại sự giao tiếp. Còn ở các lần Arsenal thi đấu, Ozil chỉ đơn giản là kẻ bên lề. 11 trận chính thức của Arsenal mùa này, Ozil ra sân 2 lần. 2 lần ngồi dự bị nhưng không được sử dụng, và còn lại là các trận mà anh không có tên trong danh sách đăng ký. Arsenal đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, khởi đầu Europa League với những thắng lợi hoành tráng. Thất bại duy nhất của họ mùa này là trước một Liverpool siêu hạng. Các tài năng trẻ của pháo thủ đang trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, tràn ngập khát vọng và không kém phần hiệu quả. Unai, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, đã hoàn toàn chính xác khi gạt bỏ Ozil. Còn Ozil, anh đang nghĩ gì trong tình cảnh này? Tiếp tục chấp nhận thân phận kẻ bên lề ở Arsenal và đợi chờ một cơ hội mà có lẽ không bao giờ đến, hay sẽ thực hiện một chuyến xê dịch mới để thoát khỏi thực tế sống mòn hiện tại? Anh em hãy comment ý kiến bên dưới video này nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ anh em nhé.